Thì Thục xin được mến chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh truyền thông tư vấn sức khỏe Alo Bác sĩ. Thưa quý vị, bình an và hạnh phúc trong cuộc sống là những cái điều rất là đơn giản mà chúng ta luôn luôn mong muốn có được. Làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư vừa rồi ập đến, khiến cho chúng ta có một cái nhìn ranh giới giữa sự sống và cái chết quá mong manh. Chúng ta luôn luôn hỏi rằng là làm sao để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, bảo vệ sức khỏe cho những người xung quanh, làm sao để chúng ta có thể giữ gìn được sức khỏe của mình. Đã bao giờ quý vị có cái suy nghĩ và đặt ra một câu hỏi rằng là thời điểm đó các y bác sĩ như thế nào chưa ạ? Và cái tổng đài 1022 có lẽ là không còn quá xa lạ với quý vị, chỉ đã giúp cho quý vị giải đáp những thắc mắc, những tư vấn về sức khỏe của mình. Ngày hôm nay, người kế bên cạnh tôi đây sẽ là một người giúp cho quý vị chia sẻ những câu chuyện chưa từng có tiền lệ về tổng đài 1022. Những nỗi cơ cực cũng như là vất vả của các y bác sĩ, ngày hôm nay tôi xin được trân trọng giới thiệu có Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Đỗ Kim Quế, là Phó Giám đốc của Bệnh viện Thống Nhất. Dạ, Hiền Thục xin được kính chào Phó Giáo sư ạ. Vâng, xin chào MC Hiền Thục, xin chào quý vị khán giả. Thưa Phó Giáo sư Kim Quế, chắc có lẽ là đầu tiên thì giờ ông chia sẻ về cái công việc của mình ở tổng đài 1022 nói chung, cũng như là với chuyên khoa mạch máu, xương khớp và tiêu hóa. Có lẽ chúng ta đều biết là đại dịch Covid-19 và trong cái đợt bùng phát lần thứ tư tại thành phố Hồ Chí Minh thì hết sức là khủng khiếp và đã để lại một cái hậu quả hết sức nặng nề. Và cái gánh nặng lên đội ngũ nhân viên y tế cũng như là cái tâm lý lo lắng và hoảng sợ của người dân trong cái đợt đại dịch thì rất là khủng khiếp. Thế và để giải quyết được những cái khó khăn cho người dân, để giải quyết cái vấn đề khó khăn cho thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và ở cả nước nói chung. Thế và khi tình hình dịch bệnh nó diễn biến rất là phức tạp và người dân rất là lo lắng và không có biết là hỏi ai, không có biết làm sao giải quyết những cái vấn đề khó khăn của mình, thì tổng đài 1022 đã hình thành. Thì khi mà tham gia cái tổng đài này thì mình mới thấy là người dân người ta rất là lo lắng về tình hình dịch bệnh, về vấn đề chăm sóc sức khỏe, về vấn đề là an sinh và về rất là nhiều những vấn đề. Nhưng có lẽ trong đấy cái vấn đề mà người ta rất là lo lắng đó là cái việc nếu không may bị nhiễm Covid thì làm sao có thể xử lý, xử lý ở tại nhà như thế nào, rồi nếu mà nặng hơn thì đi đâu để điều trị. Thế rồi vấn đề là mình có thể tự theo dõi như thế nào. Thì đấy là những cái vấn đề mà tôi thấy rằng là mình có thể là giúp đỡ được cho người dân, giúp đỡ được cho ngành y tế trong cái giai đoạn khó khăn. Cho nên là chúng tôi đã tham gia ngay từ cái buổi đầu tiên. Thì đấy là cái gọi là cái lý do mà tại sao mình lại tham gia vào cái tổng đài này. Thưa ông, chúng ta phải nhìn thẳng vào một cái vấn đề, đó là cũng có đôi lúc có những cái vấn đề mà khiến cho mình cảm thấy thật là buồn, thật là tiếc vì một cái câu chuyện nào đó hoặc là vì một cái trường hợp nào đó. Chứ đến tận bây giờ thì ông có nhận thấy rằng là cái việc mà mình tư vấn với bệnh nhân qua điện thoại nó có những hạn chế gì vậy? Về vấn đề là tư vấn qua điện thoại thì trước tiên thì trước khi mà mình nói đến vấn đề hạn chế thì mình phải nói là cái lợi ích của cái vấn đề tư vấn qua điện thoại. Thì khi mà mình cái tổng đài 1022 trong những ngày đầu tiên đó, thì nói thật là cuộc gọi liên tục. Tôi nhớ là cái ngày đầu tiên khi mà tôi trả lời điện thoại 1022 trong vòng 2 tiếng đồng hồ buổi chiều. Như 2 tiếng đồng hồ buổi chiều tôi đã nghe phải đến gọi là gần 60 cuộc điện thoại. Gần 60 cuộc điện thoại, nghĩa là điện thoại liên tục. Nghĩa là vừa cắt điện thoại xuống lại một cuộc gọi tiếp tục, vừa cắt điện thoại xuống gọi một cuộc gọi tiếp tục. Thì tôi nói là trong những ngày đầu tiên thì đầu tiên hết là người ta hỏi là bây giờ tôi bị F0 thế thì tôi phải làm gì? Thế thì mình phải tư vấn lại cho họ để họ hiểu được cái việc là với những trường hợp bị nhiễm Covid-19 thì không phải tất cả các trường hợp đều nặng. Đầu tiên là cái tâm lý người ta lo lắng vô cùng, cho nên đầu tiên hết là khi tư vấn cho 1022 là mình trấn an được cho người dân. Thì tôi nghĩ là có lẽ là trong những ngày đầu tiên thì cái việc mà các tổng đài viên, các cái tư vấn viên thì trấn an được cho người bệnh rất là nhiều. Tại vì phần lớn thực ra thì Covid-19 thì đến 70-80% những trường hợp nhiễm Covid-19 là có thể tự khỏi được, diễn tiến nó nhẹ nhàng.
Thế nhưng mà vì tâm lý lo lắng cho nên là họ đã trở nên nặng hơn. Nên là cái bệnh COVID thì ít nhưng mà bệnh tâm lý thì nhiều. Thế cho nên là cái giai đoạn đầu tiên thì tôi nói là cái việc mình trấn an được cho người bệnh, giải thích cho người dân hiểu được COVID-19 không đến mức quá nguy hiểm. Thì cái đó là cái điểm lợi số 1. Điểm thứ hai đó là mình tư vấn cho người dân là thế không ai bị COVID thì mình phải làm gì để tự bảo vệ mình. Tại vì thực ra trong giai đoạn đầu tiên, lực lượng nhân viên y tế là không đủ để có thể chăm sóc cho người dân một cách nhanh nhất, một cách đầy đủ nhất. Tại vì với cái khối lượng, số lượng bệnh nhân quá đông như vậy, thế thì mình phải nói là đầu tiên là người dân phải biết cách tự chăm sóc mình. Thế cái việc thứ ba là tìm bệnh viện để đến. Thì cũng rất là may trong giai đoạn đấy thì tôi cũng tham gia điều hành một số các cái bệnh viện điều trị COVID, cho nên là mình cũng biết là những cái bệnh viện nào có thể nhận những trường hợp nặng đến được, cho nên mình mới tư vấn cho người dân là à bây giờ nên đến chỗ này, nên đến bệnh viện này chúng tôi có thể nhận được. Thế thì người dân người ta liên hệ để tìm cách lên được đến các bệnh viện. Thế thì khi mà có nhiều người lên được, đi được như vậy thì người ta cảm thấy bắt đầu người ta an tâm, người ta tốt hơn. Thì đấy là cái lợi ích của cái 1022. Thế còn khi mà mình trả lời 1022 thì nói thật là cũng có rất nhiều tình huống rất khó khăn. Tôi nói cái tình huống khó khăn đầu tiên hết là làm sao trấn an được người bệnh. Tại phần lớn những người dân là rất căng thẳng. Có những người là giống như là họ bị rối loạn về tâm thần. Họ mắng, họ la cái ngoại viện giống như là mình là cái người mà phải phục vụ. Nhưng mà thực ra nếu mà mình nghe, mình không hiểu tâm trạng người bệnh thì mình là nghĩ là người ta không có hợp tác, người ta phá cái tổng đài viên. Nhưng mà không phải, thực ra thì bản thân tôi là bác sĩ, tôi hiểu là chính cái người đó là người ta đang có cái rối loạn về tâm thần, cho nên mình bắt đầu mình phải trấn an người ta trở lại. Đấy, và thậm chí phải nói thật là có những lúc có những người không thể trấn an được, người ta nói liên tục là mình phải tạm thời mình cắt cái cuộc gọi để cho người ta hết cái căng thẳng, rồi sau đó mình mới gọi lại, mình trả lời tiếp. Đấy là những cái khó khăn. Rồi cái thứ ba nữa là người ta hỏi đủ thứ tất cả mọi chuyện hết. Tôi nói là từ cái chuyện là à tại sao tôi không được hỗ trợ về thực phẩm, tại sao tôi không được hỗ trợ về vấn đề xét nghiệm, tại sao không thấy ai là đến phát thuốc cho chúng tôi, rồi tại sao là không thấy có gói cứu trợ, rồi tại sao tôi không được đi. Nói chung là có rất nhiều những cái vấn đề mà thực ra thì nhiều bác sĩ tham gia cùng với chúng tôi không thể giải quyết được, tại vì có những cái không thể hiểu hết được. Thế thì khi mà triển khai cái tổng đài 1022 thì để có thể làm được việc đấy thì Hội Y học Thành phố Hồ Chí Minh cùng với nhiều thành viên, trong đó tôi cũng có tham gia các cái buổi tập huấn cho các cái bạn tình nguyện viên tham gia trả lời để hiểu được cái cách thức mình tư vấn cho người dân. Thưa ông, khi mà bệnh nhân gọi đến thì chắc có lẽ là mỗi người sẽ là mỗi một câu chuyện khác nhau, mỗi một cảm xúc khác nhau. Họ cũng có rối loạn, có sợ hãi, có lo lắng, có lo không chỉ cho bản thân mình mà những người xung quanh của họ. Họ hỏi tới tấp những cái vấn đề đó. Một ngày thì khi mà mình nghe những cái cuộc gọi như vậy quá nhiều và những cái câu hỏi đó nó lặp đi lặp lại quá nhiều, có khi nào mà ông nhận thấy rằng là mình, chính bản thân của mình bị áp lực không ạ? Thực ra thì đúng là trong cái giai đoạn đầu tiên khi mà mình nghe điện thoại, mình tư vấn cho người dân thì có những lúc phải nói thật là mình cũng muốn là bị thần kinh luôn. Nói thật là mình vô cùng áp lực, tại vì có những người người ta giống như người ta truy vấn mình, giống như mình là cái người mà không làm nhiệm vụ cho họ. Thì nói thật là cái áp lực lên cái người tư vấn viên bản thân. Thực ra khi mà mình tư vấn cho người dân, có những lúc mà mình cảm thấy là mình không kiểm soát được cái cảm xúc là mình phải tạm dừng lại. Và mình phải đặt địa vị mình là người dân để mình có thể là mình hiểu họ và mình tư vấn để cho người ta có thể người ta thực hiện được. Thì đấy là cái phần mà mình phải cố gắng mình thực hiện. Thưa ông, cái thời điểm đó thì mình làm việc ở đâu? Và mình làm việc cái giờ giấc như thế nào, cũng như là các thành viên trong đội nhóm của ông thì làm việc như thế nào? Nhiều bạn đọc hỏi một câu rằng là tại sao mà tôi gọi đến cho tổng đài 1022 không khi nào được ấy. Thưa ông có thể dành một cái lời nào đó gửi đến tất cả quý vị khán giả được không ạ? Thực ra thì mình phải hiểu cái tổng đài 1022, nghĩa là đây là cái tổng đài mà có những cái người tình nguyện viên người ta nghe.
Thế thì tổng đài nó chỉ có một số các cái số máy thôi. Thế nếu mà mình gọi nhiều quá thì nó sẽ bị nghẽn cái mạng. Cho nên là có nhiều người bảo gọi tại sao gọi không được, là vì vấn đề chỗ là mạng đang nghẽn, không đến được. Thế còn khi gọi tới được rồi ấy, thì sẽ phải kết nối vào cho tư vấn viên để người ta trả lời. Thế cho nên là đối với cái tổng đài 102 trong giai đoạn đầu tiên thì cái số gọi là cái like nhận ấy, thì nó không nhiều. Cho nên là cũng có nhiều người mà cái cuộc gọi quá nhiều thì rất là nhiều trường hợp là không có tiếp nhận được. Cái thứ hai là cũng phải nói thật là trong cái giai đoạn đầu tiên có nhiều người tâm lý rất rất lo âu, và người ta cố gắng người ta hỏi. Nó thật sự là không có thật là nghiêm trọng đến cái chuyện là sức khỏe thì chúng tôi phải tạm thời cắt cái cuộc người ta bằng cách là mình phải nói là anh chị thông cảm. Bây giờ rất là nhiều người cần tư vấn, và thậm chí có những người rất nặng, người ta cần tư vấn để cứu cái tính mạng. Cho nên nếu mà anh chị mà cứ hỏi tôi quá nhiều những cái chuyện không thật cần thiết thì người khác người ta sẽ không mất đi cái cơ hội được tư vấn. Thế thì phần đông những cái người dân khi mà nghe chúng tôi nói cái câu đấy thì người ta đều ngưng cái cuộc gọi, bảo vâng tôi sẽ gọi lại sau. Cái thứ hai nữa là tôi cũng nói là nếu khi nào cần thiết thì anh chị có thể gọi lại cho chúng tôi, nhưng mà nhớ là khi gọi mà chưa được thì mình đừng có gọi liên tục, bởi vì càng gọi liên tục thì cái mạng nó càng nghẽn, là mình lại càng không nghe được, chứ không phải là tổng đài viên mà không nhấc máy. Thì đó là cái lý do tại sao là trong cái giai đoạn đầu tiên thì rất là nhiều các cái cuộc gọi là người ta gọi đến phải nhiều lần mới được trả lời. Cái thứ hai là trong số các cái số tổng đài đấy thì có lẽ là số tổng đài 1022 mà nhánh số 3 là nhánh tư vấn về sức khỏe là cái nhánh mà hoạt động hiệu quả nhất và có nhiều cái cuộc gọi tới nhất. Thì đấy cũng là lý do tại sao mà nghẽn mạng. Thế cho nên là trong cái quá trình đấy là chúng tôi là phải gọi là tiếp tục mở rộng các cái tổng đài viên, và thứ hai nữa là chúng tôi cũng phải huy động thêm những tình nguyện viên là những bác sĩ. Trong đó thì có nhiều bác sĩ là đã nghỉ hưu, có nhiều bác sĩ là vẫn còn tham gia làm việc ở nhiều bệnh viện. Bản thân trong cái nhóm của chúng tôi thì có nhiều bác sĩ là đang tham gia tại bệnh viện dã chiến, đang tham gia điều trị bệnh nhân COVID, thì trong cái giờ nghỉ họ tham gia họ trả lời tư vấn. Rồi có bác sĩ vẫn đang làm ở tại bệnh viện. Đấy, có những lúc là mình gọi là vừa phải cho thuốc bệnh nhân mà vừa nghe điện thoại tư vấn. Thế thì trong cái giai đoạn đầu tiên thì gần như là tư vấn liên tục. Thế còn đến giai đoạn sau này thì các cái cuộc gọi nó không có gọi là liên tục nữa, thì có mỗi một ngày thì có những cái giờ nó chỉ cái số cuộc gọi trong một ngày nhiều khi bây giờ nó chỉ còn khoảng 10, 15, 20 cuộc gọi, thì cái số lượng cuộc gọi nó ít hơn thì mình có nhiều thời gian hơn. Thế còn cái thời gian mà chúng tôi nghe điện thoại thì chúng tôi chia theo các khung giờ, buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều và buổi tối. Nghĩa là một ngày chúng tôi có 4 cái khung giờ, và mỗi một cái khung giờ là có 2 tiếng đồng hồ để cho mỗi một tình nguyện viên, mỗi một tư vấn viên là trả lời. Dạ. Những cái khoảng khắc mà mình cảm thấy là thật sự mệt mỏi, ông đã dựa vào cái điều gì đó để mình có thể vượt qua, cũng như là nhờ ông có thể chia sẻ về một vài câu chuyện ở bệnh viện dã chiến, hoặc là những câu chuyện đặc biệt khiến cho ông nhớ mãi đến tận bây giờ về tổng đài 1022? Nói thật ra thì đúng là trong những cái giai đoạn rất là khó khăn mà mình phải trả lời và phải giúp cho bệnh nhân. Tôi nhớ là trong cái giai đoạn căng thẳng thì có những cái cuộc gọi liên quan đến cả một gia đình. Yeah. Tôi nhớ là có một gia đình, một người, hai vợ chồng rất là lớn tuổi, một ông là tới 86 tuổi, bà vợ là 81 tuổi, hai vợ chồng là cùng bị nhiễm COVID. Thế thì trong giai đoạn rất là căng thẳng, thế thì cũng họ cũng không biết là làm sao để có thể đi bệnh viện. Thế thì lúc bấy giờ thì cũng bắt đầu là có cái chủ trương là cho điều trị F0 ở tại nhà nếu có đủ điều kiện. Thế thì khi bấy giờ thì tôi cũng tư vấn cho hai ông bà là có thể là bây giờ mình trước mắt là mình chưa nặng thì mình ở nhà. Thế thì cái cách để mà có thể là giúp cho họ điều trị được thì sau này thì cái nhóm của tôi vẫn làm, đó là tôi có cho người bệnh là cái số Zalo của mình. Thế và tôi dặn bệnh nhân mới dặn người nhà đó là dùng cái Zalo mà quay cái video. Nhà tôi thì tôi không có chủ trương là cho gọi video, tại vì gọi video thì nó cái sóng nó phụ thuộc vào cái sóng truyền rất là nhiều, cho nó bị giật,
rồi tiếng nó không rõ, hình nó không rõ. Cho nên tôi cứ khuyên là cứ quay video cho tôi, xong gửi cái clip video cho tôi để tôi xem. Thế thì bản thân bệnh nhân người ta sẽ nói, thì mình có thể mình khám qua cái giọng nói của bệnh nhân, rồi khám qua cái biểu hiện của bệnh nhân, nghĩa là hướng dẫn cho bệnh nhân là bệnh nhân tự đo huyết áp. Những người đấy là người ta cũng biết về y tế, người ta đo huyết áp, quay cái video huyết áp là bao nhiêu, người ta đo SpO2, người ta đo là, người ta nói là bác sĩ ơi, tôi hôm nay thấy là bị hơi ho nhiều, tôi thấy đau cổ, về nhiệt độ tôi là bao nhiêu. Thì mình nghe tiếng của bệnh nhân mô tả cái triệu chứng của họ, để mình xem các cái kết quả mà họ tự đo huyết áp, tự đo SpO2, thì mình sẽ tư vấn cho họ tiếp, họ nên uống thuốc gì, họ nên ăn như thế nào, họ sinh hoạt như thế nào, họ tập thở như thế nào. Thì đấy là những cái phần mà tôi tư vấn cho bệnh nhân. Thế thì cả hai vợ chồng thì sau khi theo dõi được đến 7 ngày thì ông chồng cũng chuyển nặng, phải đưa ông vào bệnh viện. Thế thì lúc bây giờ thì tôi cũng gọi là cũng còn đang tham gia hỗ trợ trên bệnh viện điều trị COVID, nên là cũng nhận được ông bệnh nhân vào trong bệnh viện. Cái giai đoạn đấy thì nhận bệnh nhân vào bệnh viện rất là khó khăn. Thế thì khi nhận ông vào bệnh viện thì điều trị cho ông, thì từ từ bắt đầu ông cũng khỏe. Thế còn bà vợ thì bà lại tiếp tục vẫn ở nhà. Rất là may mắn là bà vợ có những lúc bà cũng rất nặng, SpO2 có những lúc xuống còn dưới 85. Thế nhưng mà sau đó thì vấn đề là mình hỗ trợ bệnh nhân tập thở, hướng dẫn bằng video, rồi chúng tôi cũng gửi các cái tài liệu qua Zalo cho bệnh nhân xem. Rồi xong rồi mỗi một ngày theo dõi, thì sau đó thì bệnh nhân cũng ổn. Thì đấy là một cái trường hợp mà mình cũng nhớ. Thì đấy là cũng như là những cái kỷ niệm trong vấn đề là qua cái tổng đài 1022 mình hỗ trợ được cho người dân trong vấn đề điều trị, từ cái chỗ là tự chăm sóc ở nhà đến cái chỗ là đưa bệnh nhân tới cái bệnh viện nào để có thể làm xét nghiệm được, để kiểm tra sức khỏe, rồi đến cái mức là khi cần phải vào viện, từ cái bệnh viện nhẹ cho đến những cái bệnh viện mà điều trị những trường hợp nặng hơn, thậm chí là có những trường hợp phải hỗ trợ bằng oxy, những trường hợp mà điều trị tích cực. Mà cũng rất là may mắn những cái trường hợp mà chúng tôi đã hỗ trợ cho bệnh nhân thì đều nó vượt qua được cái cơn hiểm nghèo. Dạ. Ông có thể ước tính là trong cái khoảng thời điểm mà cao điểm của dịch đó thì một ngày mình có bao nhiêu cuộc gọi, và xin được hỏi về sức khỏe của phó giáo sư trong cái khoảng thời gian đó. Công việc này nó có ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của ông, thí dụ như là mình có những cái cuộc gọi nửa đêm hoặc là như thế nào đó? Thực ra thì cái tổng đài 1022 thì chúng không có nghe ban đêm, chúng tôi không nghe ban đêm, chúng tôi chỉ nghe đến buổi tối thôi. Thế nhưng mà cái điện thoại riêng của tổng đài viên ấy, thì chúng tôi có một cái số điện thoại riêng, thì cho một số những cái trường hợp thì chúng tôi có cho người bệnh ấy, cho người bệnh khi người ta cần tư vấn để người ta có thể gọi trực tiếp, thì kể cả ban đêm thì cũng có rất là nhiều người ta gọi kể cả ban đêm, thậm chí là 1 giờ 2 giờ. Nhưng tôi trong những giai đoạn căng thẳng có khi là 3-4 giờ sáng điện thoại cũng reng thì mình cũng vẫn phải nghe, tại vì thực ra thì những cái cuộc gọi mà về ban đêm thì phần lớn là những cuộc gọi mà nó liên quan đến cái chuyện là sinh mạng người bệnh, những cái trường hợp mà người ta rất là lo lắng, rất là căng thẳng, thì mình tư vấn được cho người ta và mình giúp được cho người dân thì bản thân mình cũng thấy rất là vui, vì mình đã làm được một việc có ích, nhất là đối với những người mà làm nghề y như chúng tôi, đội ngũ thầy thuốc và các bạn điều dưỡng, trong vấn đề là đi khám bệnh tại nhà cho bệnh nhân. Như tôi nói là trong cái giai đoạn này chúng tôi khám bệnh là hoàn toàn tự nguyện và hoàn toàn là miễn phí, tôi không thu tiền khám. Thế là gọi điện 1022 là tổng đài miễn phí, tư vấn bệnh nhân là không lấy tiền, khám bệnh nhân là theo đúng chế độ bảo hiểm, được bao nhiêu hưởng bấy nhiêu. Các bạn điều dưỡng, các bạn kỹ thuật viên là đem thuốc đến tận nhà cho bệnh nhân. Thì cái đấy là những cái phần mà hỗ trợ được cho người dân cũng qua cái tổng đài này, thì tôi nghĩ là đã góp phần cùng với cả nước để đẩy lùi cái dịch bệnh và cũng là chăm sóc sức khỏe cho người dân được tốt hơn. Dạ. Người ta vẫn cứ chia sẻ với lại kênh truyền thông tư vấn sức khỏe Alo Bác Sĩ rằng là chưa có bao giờ, chưa có tiền lệ mà họ nhìn thấy một cái sự gọi là ranh giới giữa sự sống và cái chết nó quá mong manh như vậy. Bên cạnh những câu chuyện mình cảm thấy thực sự rất vui và hạnh phúc khi mà mình đã cứu được rất là nhiều người như vậy, có những câu chuyện nào khiến cho phó giáo sư cảm thấy thực sự rất là buồn khi mình không thể giúp được cho họ chưa? Thực ra thì mình cũng phải nói là mình không thể làm hết tất cả mọi thứ, tại vì có rất là nhiều những trường hợp mà mình không thể cứu được, thậm chí là mình cảm thấy bất lực.
khi mà chúng tôi còn ở trên bệnh viện điều trị COVID ấy, trên bệnh viện dã chiến số 8, thì có những bệnh nhân là đã tới trên bệnh viện từ cái giai đoạn nhẹ chuyển xuống giai đoạn nặng, và chúng tôi cũng có những bệnh nhân chúng tôi phải chuyển từ bệnh viện gọi là bệnh viện dã chiến, lúc bây giờ là bệnh viện dã chiến là bệnh viện tầng 2, chuyển bệnh viện lên tầng 3. Tôi cũng rất là may là mình cũng có rất là nhiều đồng nghiệp, nhiều bạn phụ trách những cái các cái bệnh viện, rất nhiều bệnh viện. Nên là tôi nhớ là có những bệnh nhân là tôi phải chuyển từ bệnh viện dã chiến số 8 chuyển tới bệnh viện hồi sức COVID 19 1000 giường ở trên cơ sở 2 của bệnh viện Ung bướu nha. Nhưng mà bệnh nhân của chúng tôi cũng gọi là đã điều trị hết mức nhưng mà cũng không thể qua khỏi. Thực ra thì mình cũng thấy là cái khả năng của mình cũng có những cái giới hạn nhất định, và có những cái giai đoạn là mình không thể làm hơn được. Và có những cái mà mình còn cảm thấy đau lòng hơn, đó là những đồng nghiệp của mình. Những đồng nghiệp của mình đã kiệt sức trong khi mà thực hiện cái nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân. Thì cái đó là cái mà mình cảm thấy rất là đau lòng. Thưa Phó Giáo sư, nhờ ông có thể chia sẻ về khoa hậu COVID-19 của bệnh viện mình mới thành lập đây thì nó như thế nào? Thực ra thì cũng không phải là mới. Cái khoa này thì cũng thành lập tương đối lâu rồi. Nên là sau khi mà thành phố là bắt đầu kiểm soát được cái COVID-19 tương đối là tạm ổn. Dạ, là được mấy tháng? Khoa này thì cũng thành lập là hơn 2 tháng rồi. Hơn 2 tháng, nghĩa là khi mà vào khoảng chừng tôi không nhớ chính xác ngày, nhưng mà tầm khoảng chừng tháng 9, tầm khoảng tháng 9 thì tôi nhớ là khoảng chừng đầu tháng 9, thì khi mà tình hình gọi là kiểm soát COVID-19 tương đối là tạm lắng xuống một chút, và cái số người mà gọi là đã khỏi bệnh COVID ấy thì là bắt đầu đông lên. Nhưng mà cái số này sau khi khỏi COVID về nhà thì vẫn còn bị mệt, vẫn còn bị bệnh. Người ta gọi là hậu COVID ấy, nghĩa là sau khi bị nhiễm COVID xong thì cái chuyện là những cái ảnh hưởng của COVID lên con người rất là nhiều. Trong đó cái ảnh hưởng đầu tiên hết đó là vấn đề tâm lý. Phần lớn những người bị sau khi đã nhiễm COVID về thì đều có rối loạn về lo âu, rối loạn về tâm thần cả. Căng thẳng, lo âu, stress rất là nhiều. Mất ngủ, mất khả năng tập trung, rồi ăn uống không được, rồi cáu kỉnh, nói chung là rối loạn về tâm lý rất là nặng. Rồi vấn đề thứ hai là vấn đề liên quan đến vấn đề các cái rối loạn về hô hấp. Những cái trường hợp bị nặng phải thở máy thì bắt đầu có tổn thương phổi, về là khó thở, là viêm phổi, là sơ phổi. Rồi những trường hợp bệnh nhân bị rối loạn về đông máu, tắc các cái mạch máu, bệnh nhân bị tắc mạch máu, bị đau nhức xương khớp, rồi mỏi chân, rồi suy tĩnh mạch, nói chung là các cái rối loạn về mạch máu, bệnh lý mạch máu. Thì đấy là những cái rối loạn mà hay thấy ở những cái người sau khi bị nhiễm COVID. Thì chính vì cái nhu cầu là những người bị nhiễm COVID về không có chỗ nào chữa cả, thì Bệnh viện Thống Nhất đã thành lập cái khoa gọi là khoa hồi sức và phục hồi chức năng sau khi nhiễm COVID, gọi tắt là khoa hậu COVID. Chúng tôi cũng đã nhận rất là đông cái số bệnh nhân, một số thì từ các bệnh viện COVID sau khi mà đã điều trị âm tính, được xuất viện và vẫn chưa khỏe lắm thì đã xin vào bệnh viện để điều trị. Thế còn một số thì người dân sau khi về nhà, người ta một thời gian bắt đầu là bị mệt, người ta vào trong bệnh viện để được điều trị. Thế nhưng mà cái số lượng giường thì cũng không bảo đảm để có thể nhận điều trị tất cả những cái trường hợp đấy. Chúng tôi mới tổ chức thêm một cái hệ thống là khám chữa bệnh từ xa. Khám chữa bệnh từ xa cho những người mà bị nhiễm COVID. Thế thì cũng là qua cái tổng đài 1022, là cái nhánh số 3 về chăm sóc sức khỏe, và sau đó là nhánh số 5 liên quan đến vấn đề là điều trị theo chuyên khoa. Thì những cái trường hợp mà tất cả các chuyên khoa mà khi mà các bệnh viện trong thành phố chưa mở cửa hết, vẫn còn đang để điều trị COVID, thì Bệnh viện Thống Nhất chúng tôi đã mở cái khoa hậu COVID để nhận những cái trường hợp mà đã hết nhiễm COVID rồi, không còn COVID trong người nữa, không còn khả năng lây nhiễm cho người khác nữa, nhưng mà còn những cái gọi là rối loạn về
về về tâm thần, rối loạn về thực thể, tổn thương phổi, tổn thương tim mạch, tổn thương thần kinh. Thế thì chúng tôi nhận vào đây điều trị. Dạ, xin cảm ơn ông rất là nhiều với những thông tin chia sẻ ngày hôm nay. Thưa ông, có lẽ là dịch Covid-19 có vẻ như vẫn còn đang khá là phức tạp. Nhờ ông có thể gửi đến tất cả quý vị khán giả, dù là tỷ lệ tiêm vaccine ở thành phố Hồ Chí Minh khá là cao. Khép lại chương trình, nhờ ông gửi gắm đến quý vị khán giả chúng ta cần phải cẩn trọng, cần phải bảo vệ sức khỏe cho mình và cả bản thân, đặc biệt là thời điểm mà có vẻ như dịch Covid-19 vẫn còn đang khá là phức tạp. Đó, có lẽ là tại vì tôi vẫn còn tham gia trả lời trên cái đường dây 1022. Dạ. Cho nên là trong vòng 3 tuần gần đây, 3 tuần gần đây thì cái số lượng các cái cuộc gọi bắt đầu nó tăng trở lại. Và đặc biệt là trong tuần lễ vừa rồi thì cái số lượng các cái cuộc gọi đến tổng đài 1022, nhánh số 3, nhánh số 5 thì đều liên quan đến các trường hợp F0 cả. Chứng tỏ là cái số lượng F0 bắt đầu nó tăng lên ở trong cộng đồng và người dân bắt đầu cũng cái lo lắng. Mặc dù là cái độ phủ vaccine COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh thì rất là cao, lên đến trên 90%. Thế tuy nhiên là theo thống kê ở trong các bệnh viện mà chúng tôi có tham gia thì cái số mà người đã chích 2 mũi vaccine vẫn bị nhiễm COVID là không thấp, không nhỏ. Cho nên là chúng ta không thể chủ quan cái chuyện là chích vaccine rồi là không bị nhiễm COVID, hay là chích vaccine rồi thì bị COVID là nó sẽ nhẹ, nhẹ hết hẳn, hay là sẽ không có tử vong. Thực ra thì sau khi đã chích vaccine thì cái số lượng người nhiễm là có giảm đi so với chưa được chích. Thứ hai là những người đã chích vaccine rồi thì đa phần là nhẹ, không có nặng, và cái số tử vong nó thấp. Thế nhưng mà vẫn có, cho nên mình không thể chủ quan cái chuyện đấy được. Thế thì để khuyên người dân là đối với mình đã chích 2 mũi vaccine rồi thì chúng ta phải nhớ là cái chủng virus SARS-CoV-2 này đó, nó biến chủng liên tục, hết chủng này đến chủng khác. Nên chúng ta bây giờ có đã hết Delta rồi, bây giờ Delta Plus, rồi chúng ta có MU, chúng ta có rất là nhiều các cái chủng mới, và cái nguy cơ là kháng lại được cái vaccine cũ là có. Cái thứ hai nữa là sau một cái trận đại dịch lớn như thế thì có lẽ là sức khỏe, sức đề kháng của người dân là thế nào cũng bị giảm sút, không thể mạnh mẽ giống như là cái giai đoạn đầu tiên được. Cho nên là không may mà nhiễm một cái con, tôi nói không phải SARS-CoV-2 nữa, không phải COVID-19 nữa, mà bất cứ con gì cũng có thể làm nặng. Tôi nói là bị cúm thường cũng có thể gây ra nặng như thường, nhưng cúm A cũng có thể nặng như thường, không may mà sốt xuất huyết cũng có thể nặng như thường. Cho nên là bây giờ mình phải hết sức là cảnh giác trong vấn đề là làm sao mà nâng cao cái sức đề kháng, ăn uống, sinh hoạt thật là tốt, nó bảo đảm cái chuyện vận động tốt, ăn uống tốt và giữ vệ sinh môi trường cũng như là giữ vệ sinh cá nhân thật là tốt. Dạ, Hiền Thục xin được thay mặt cho ekip thực hiện chương trình và tất cả quý vị khán giả gửi lời cảm ơn đến Phó Giáo sư Kim Quế rất là nhiều. Có lẽ chúng ta sẽ không có đủ lời cảm ơn để gửi đến ông cũng như là Tổng đài 1022 và tất cả các y bác sĩ đã gồng mình lên để cứu lấy thành phố Hồ Chí Minh trong khoảng thời gian mà thành phố bị bệnh rất là nặng vừa rồi. Và cũng thương chúc cho tất cả các y bác sĩ có thật là nhiều sức khỏe, và đặc biệt là Phó Giáo sư Kim Quế cũng luôn có thật là nhiều sức khỏe để tiếp tục cái công việc là giúp đỡ cho tất cả mọi người, bảo vệ sức khỏe. Như ông cũng đã từng nói là sức khỏe của chúng ta là vàng, không cái gì có thể thay thế được sức khỏe. Và mình có sức khỏe thì quý vị có thể làm được rất là nhiều việc, bởi vì bây giờ quý vị có tiền, quý vị có danh vọng, có rất là nhiều thứ, nhưng mà chúng ta không có sức khỏe chắc có lẽ mọi thứ sẽ là con số không. Hy vọng những thông tin ngày hôm nay sẽ giúp cho quý vị có thể hiểu hơn về những nỗi nhọc nhằn của các y bác sĩ trong khoảng thời gian vừa rồi. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Thương chúc quý vị có nhiều sức khỏe, an lành, hạnh phúc. Thân ái chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào số phát sóng tiếp theo. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.